gửi những lời cảm ơn tới anh chị em đang theo dõi trận đấu này trên website solac.tv, trên YouTube solac.tv và trên tất cả các channel khác. Tuyên rất hy vọng là các bạn đang theo dõi ở những nơi khác có thể quay trở lại với YouTube chính của mình, YouTube solac.tv để xem được cái tốc độ nó nhanh hơn cũng như là hình ảnh nó nét hơn. Vì ở YouTube của mình thì chắc chắn sẽ phát nhanh hơn so với các YouTube khác khoảng tầm 30 giây cho tới 1 phút. Đồng nghĩa việc nếu như các bạn xem ở kênh YouTube của mình sẽ không gặp phải trường hợp khi mà hàng xóm đã hô vào rồi thì các bạn mới nghe được tiếng vào. Vâng, và để cho các bạn tiện theo dõi thì bọn mình sẽ giới thiệu lại đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Bên phía đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của thủ thành số 50 Bùi Tiến Dũng, số 2 Phạm Xuân Mạnh, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng. Trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, dây một đỏ một kia và bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Còn những chàng trai của chúng ta hôm nay họ sẽ trong trang phục thoải mái sau khi đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có được 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng 3-0 trước Pakistan. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Vâng, trọng tài Mạnh. Đó là một tình huống mà thủ thành bên phía Nepal đã thi đấu cực kỳ nóng ngóng. Và thiếu chút nữa thì anh Đức đã tận dụng sai lầm của thủ thành bên phía Nepal để mở tỷ số. Vâng, Kuma là một thủ môn 28 tuổi, tuy nhiên một pha bóng này khiến cho tôi ngợi. Lợi thế dành cho U23 Nepal. Quang Hải. Cơ hội dành cho anh Đức, không được. Đó là một tình huống mà cầu thủ mang áo số 4 bên phía Nepal đã can thiệp rất nhanh. Pha bằng vào của anh Đức. Đó là pha truy cản của Tamang Ananta. Một tình huống mà nếu như không có cầu thủ mang áo số 4 thì anh Đức đã có một cơ hội rất rõ ràng, hợp lý. Và vai trò cơ động của hàng tiền vệ sẽ giúp cho đội bóng áo trắng triển khai tốt hơn những lối chơi tấn công quen thuộc của mình. Đánh đầu, không được. Cú đánh đầu là của anh Đức. Một pha bóng mà anh Đức đã có một cú lắc đầu rất có chủ đích. Quang Hải đã lựa chọn một thời điểm rất hợp lý để tung ra một đường chuyền dọn cỗ dành cho anh Đức. Nhưng rất tiếc ở tình huống vừa rồi, cú đánh đầu hơi với của anh Đức, bóng đã đi ra ngoài. Nó chỉ cách khung thành của thủ thành Kuma một khoảng cách nhỏ nhỏ mà thôi. Chuyền của Văn Đức dành cho anh Đức. Đức Huy. Một bóng rất chính xác dành cho Phan Văn Đức. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam, đánh đầu. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số. Rất nhiều những cơ hội từ trận đấu trước cho tới trận đấu hôm nay thì cuối cùng anh Đức cũng đã ghi bàn. Cú đánh đầu quá hay nhưng cũng phải dành một lời khen có trọng lượng cho đường chuyền chất lượng của Phan Văn Đức. Chúng ta đã thấy được khả năng không chiến tốt như thế nào của anh Đức. Và bằng cắt rất hay. Và một lần khó với thủ thành Tiến Dũng. Và một lần hiếm hoi trong trận đấu này mà Tiến Dũng phải làm việc. Nhưng đó không phải là một lần làm việc quá vất vả của thủ thành người Thanh Hóa. Pha bóng nguy hiểm nào. Và đó là tình huống sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Nepal. Cơ hội dành cho anh Đức. Đây rồi. Rất bình tĩnh và đếm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Sau những cơ hội và sau những pha bỏ lỡ cuối cùng thì Văn Đức cũng đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Một pha bóng đơn giản. Văn Đức trong hiệp đấu đầu tiên kiến tạo cho anh Đức ghi bàn. Còn bây giờ đến lượt anh Đức kiến tạo cho Văn Đức ghi bàn. Vâng, một ngày thi đấu tuyệt vời của những cầu thủ mang tên Đức. Anh Đức đã rất bình tĩnh khống chế để dành cho Văn Đức một đường chuyền. Và với một cơ hội ngon ăn đến như thế này thì Văn Đức thật khó để anh ta có thể bỏ lỡ. Và bàn thắng thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam đã tới một cách rất dễ dàng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Vâng, tất cả đã dồn vào mọi sự chú ý đến vị trí của anh Đức mà bỏ qua Văn Đức và thậm chí là cả Văn Quyết nữa. 2-0 rồi. Đã hòa cầu thủ Bahrain với tỷ số 1-1. Công Phượng. Không được. Cú dứt điểm đầu tiên của Nguyễn Công Phượng trong trận đấu ngày hôm nay.
gặp rất nhiều vấn đề tâm lý sau khi thực hiện hỏng hai quả penalty. Nhưng rất may cho tiền đạo quê gốc Đô Lương, Nghệ An thì anh cũng đã có được bàn thắng để giải tỏa đi rất nhiều.